Trước đó, do liên tiếp xảy ra cháy xe trên cả nước, vào tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành liên quan làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên đến nay, đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về cơ chế cháy nổ xe và cách phòng chống do Liên bộ Khoa học Công nghệ, Giao thông Vận tải, Công an, Công thương thực hiện vẫn chưa đâu vào đâu. Điều này có nghĩa là các cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa thể giúp người dân có đánh giá toàn diện về cháy xe và cách phòng chống một cách hiệu quả nhất. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2010 đến nay đã có trên 500 vụ cháy nổ xe máy và ô tô gây thiệt hại cả trăm tỷ đồng. Nguyên nhân bước đầu được công bố là do chập điện, sự cố kỹ thuật, sơ suất, tai nạn giao thông và do người sử dụng tự đốt, chưa thể kết luận có liên quan tới việc xe sử dụng xăng dầu bẩn hoặc pha chế tạp chất.